Một kỳ nghỉ lễ dài sắp đến, nếu anh em muốn có một cái chuyến đi chơi nó vui vẻ, nó tròn trịa, nó không bị hư và trục chặt xe giữa đường thì hãy xem hết video clip này của Vinh. Ê Phúc, sắp nghỉ lễ dài lắm á em, có chuẩn bị gì chưa? Em đi với bạn trai. Hả? Ủa? Lộn, em đi với bạn gái. Khách sạn, chỗ ở, cà phê em lên lịch hết rồi. Vậy chăm sóc cho cái xe trước khi đi chưa? Ủa? Rồi quên hay hết luôn rồi. Hầu hết anh em hay bất kỳ ai đó cũng đều có những cái tư tưởng như vậy. Đi chơi là sẽ lên lịch, mình sẽ đi đâu, ăn uống cái gì này, rồi chơi ở đâu này. Nhưng quên rằng chúng ta phải chăm sóc chiếc xe yêu sẽ đồng hành cùng chúng ta trong cuộc chiến đi hồi đó. Đầu tiên là thay nhớt, mặc dù là số ô đô thay nhớt vẫn chưa tới. Ví dụ như là số ô đô thay nhớt đó, nó còn quá xa đi thì chúng ta không nói tới làm gì. Còn nếu như mà số ô đô thay nhớt sắp tới của chúng ta là còn tầm khoảng từ 100 cho đến 200 km thì Vinh khuyên các bạn là nên thay nhớt luôn. Bởi vì trong một cái chuyến đi chơi, mặc dù chúng ta đã lên lịch rất là chỉnh chu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không thể tránh được những cái tình huống, ví dụ như là phải đi đường vòng nè, ví dụ như là bị lạc đường nè, hay là nảy sinh muốn đi đâu đó chơi nữa, thì ô đô của xe nó sẽ tăng một cách vượt bậc luôn. Cho nên là lúc này chúng ta không thể nào kiểm soát được ô đô đâu, cho nên trước khi đi là thay nhớt là tốt nhất. Thứ hai là nên cân và bơm lại hai bánh xe. Bởi vì đi tour mà đi một mình thì nó buồn lắm. Chắc chắn thì chúng ta phải chở thêm người, chở thêm đồ. Vì vậy mà cái trọng lượng trên xe nó sẽ khác với lại chúng ta di chuyển hàng ngày. Chúng ta phải cân lại cái hơi của hai bánh xe để bánh xe của chúng ta có thể bền hơn cho phần vỏ nè, và không bị hư mâm hay là hư cái phần vỏ xe trong quá trình mà chúng ta đi chơi. Thứ ba sẽ là phải tăng côn, tăng thắng và tăng sên. Bởi vì những cái chi tiết đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ bền của chiếc xe nè, cũng như là sự an toàn của chúng ta trong một chuyến đi. Dẹp luôn đi, ai rảnh đâu làm hết mấy đó. Nói vậy thôi chứ anh đâu cần phải làm, anh cũng ngậu nước với em mà. Ủa, anh chỉ người ta, anh nói thôi mà anh không làm hả? Bộ anh lùa gà hả? Đâu có, anh đâu có lùa gà đâu. Chỉ cần qua bên đây thay nhớt thôi là mình sẽ được làm thêm 4 bước chăm sóc xe tương tự như những gì mà anh đã mới vừa chia sẻ ở trên. Cho nên mình đâu cần làm gì đâu, chỉ cần ngồi uống nước nè, chơi game nè, ngồi ngắm xe mình thôi. Còn lại là đã có anh em kỹ thuật lo hết rồi. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ số 2 bánh là bởi mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Vinh 3 tuổi, xin chào và hẹn gặp lại.